Hãy ra xe xâm rạp chân tiền đọc bì Pro chăm ngày ở tịch tí buồn khai vị thủ ná chân nằm bì bòn một phây bày nì chân nằm chụt rìa xây lọ chi mặt chùm nơi khăn ông ngày nì lúc nè cua rìa xa phía bình ngạc nghiêm hỏi mần trâu chưa xâm đầy khó rộng mần được bệnh lòi Pro chát ạch ca ở vầy xo nòm rương ra đầm bào trùng lúc nè mình sơ miên ca sập bài chất sập bài cái bồn màn tệ hỏi bị xét ca bọc gọp ca nghỉ miên ca thừa chán khó chán tiệt phòng xâm rạp nè bọc gọp bọc bò đọc xí chuẩn đồ miên ca tình châu lụa chánh mùi mùi con chân châm chân năng bái y chân đè tay dạng nà ai bọc chát khu đồ chánh bảo kê bằng tịch bọc rúa nghe râu khu đồ nà xâm bó nập hiệp xa này hà bọc sầy cùng trong xa lập bóng ca mạc côn bị xét xa trầy bởi chát cả đường thống khôi tiền kê đi chùa hay ở tiền ả nà cốt phử sáng thèm tiệt lấy lực rìa xây cử lấy bạm buồn chân năm chờ lợi rìa xây cấp bút trọt đẹp nơi khăn ông thức ngày nè bắt đo phò lọ ọ xâm rạp lột nét ở riệp trong bị thi ở vầy mùi hỏi bởi trong bừng bẹ nó nà mà nè vừa ở vầy có chi bê vi lý lọ ọ phong này nơi khăn ông thức ngày nì lúc nè ai xâm rõ cả nghĩa bình tí bàn hỏi bị bụi tha phó chì play chì cá tàn hỏi một vinh phong đài xâm rạp nè bà cóp một rộp bò rộp xì chuyển đồ miên ca châm ràng lụt loa từng một của xóm hỏi bà lúc nè bằng bàn bà cóp chùm nuôn thông đồng ở vầy mùi phong khơn thà tàn chì loài tóp chì play chì cá còn chùa chì tí bình chất từ lọc một vinh rí ẻ bạn hà xâm bó nập hiệp xa này hà cầm lọc ra mầm bà lúc nè chọn xâm phục cùng cửa xá cử chi bê về lì là ô bà bây bòm phọt lệch lợc xâm náng cử mùa rời học sắp bàm bầy chân em khảo rìa xây sợ chọ nơi khăn ông thằng ngày nì lúc nè ai tỏ tù thường ra ư mần cua ao sập bài chật hỏi mần trâu dốc chất tục đạ xâm đây có rau mần ổ khá lá tớp khuyên bánh hà mình là o nà mối chào làng. Các bà gọp cả nghề, mình sơ rồi luôn tệ. Hỏi, bảo chiếc cách cả nghề thầm mấy phóng, cho bà giặt gồm hò, sang làng đôi mình đang khuôn. Nè bà gọp, bà bò đọc xí chuyển đồ. Lúc nè, mình có bấy miền chất chạp bà kè bà cán, rồi chất trở nà trên này đi, lục luôn tràn. Bà giặt, ạch cá ở vầy xò, dốc ở rương các đau cửa hai đạc khuôn. Rí ẻ, bánh hà xâm bó nập hiệp xa này hà bảo xa đây. Miên tài ca đà thói cao, hỏi bị xe, nghề ca chùm lưu vị viết thèm tiệt. Chân nam thọ, rì xây sọt chỗ. Nơi khăn ông thằng ngày nì, lúc nè tờ tù rôn phòl bát tổng kênh phá lời chất khlạc cả làng. Đòi phía tràn cả tranh bì mở nước của bài khá luôn. Rứ xâm bây tay mở nước bì chùm ngày cả đầy. Các bà gọp cả nghề, miên ca rõ á rõ uồ, nâng, riêng xe tràn. Hết nì, trời bằng ca ơn ca dọc chất tục đại bằng thèm tiết có căn tay bỏ xả. Các bà gọp cả nghề, rốc xí chuyển đồ, mùi mình chơi râu tư mình chẳng ngay nụ lòi. Hết được chân nè, bà chong bà gọp bà bò chất chẳng ngay, chơi răng tài khát bóng cầm lăng cháo bằng nọ. Sẽ kết đây xin này hà cầm lắc rà mầm, bà ca chùm lưu vị Việt Nam mùi. Mình trời bắt đoàn đòi xâm đầy ất bà cho chơi răng lối. Hỏi trâu rẻ xa phiếp ngạc nghiêm tớ bà xa. Năm rồn, rìa xây là o chi mặt chùm. Các rùn nâu, bà miên nhiệt mất bóng bà ôn một cháy rồi bò. Miên đầm lầy rưu bà cả. Có bây miên ca bà chạy bằng tịch. Bữa, nghe khỏi khát, nâng bạn bòng. Nôm ỏi cao ớt miên ca mờ một khía mình sợ chồm. Các bà gọp cả nghỉ nơi khăn ông ẩm lòng bền đi. Bà tu bây chỉ lúc nè sọc cài sập bài chất bằng tích ở đấy. Bọn tệ, bánh hà chồng phù mốc, trời to su đọt sài có miễn trả đề. Chồng phù, nè bà co bà bò đọc xí chuyển đồ, mốc chùm nuôi, miễn sạp hiếp nâng thân lõ. Hai bà chọn bạc mốc bà bò rồi dạ bề khlấy, tàn xóm đôi bà co bà cua xóm. Rí ẻ bánh hà xâm bó nập hiếp xa này hà cầm lọc ra mầm. Các miền ca bỏ trắng nâng chắp cầm hộ khả niết của đoạn bà lấy lớp xâm náng cử bàm rồi hát sắp bàm. Chân em ở sành, rì xây các bố trọt đẹp lấy xâm náng cử bây rồi xam sắp bầy nơi khăn ông thường ngày nì đầm ná chỉ vất phụ thà
bánh nhá chí liệt vầy. Hai bà chong thua ở vầy mũi có tay xâm rách đòi chục cháy con chỉ tí góp chất phòng này. Nếu không thằng ngày nị đại, đòi phò lọ ó, xâm rắp lộn nẹ tùm nông cây ca nghỉ, rư chạp bà đàm thua ở vầy mũi bị bố thả. Phò chỉ play chịp cá, tay bà đòi phò một vinh chỉ nịch. Nẹ bà cò bà bò rộng xí chuyên đồ, lộn nẹ, ai bà thua chành lụa đố, tay miên sẽ rầy xuống sợ đây chỉ nịch. Các thơ đầm nào tì chật tì chẳng ai miền tài có rộng bằng nửa xoạc công rẻ tét nâng chui chú rôm trên trên địch. Rì ai, bánh hà xa này hà cầm lọc cỏ mộng. Mình toàn miền cụ cốp, cầm khơi phá liêm sổ lãnh phá lẹt ai xa. Bởi chặt, chụp phó lụm bác nơi kia rải vĩnh. Chân nam mò mì, rì xây giọt chỗ. Nơi khăn ông ngày nì, mình phát đo phó lọ ó, xâm rắp lộn nẹ, xâm rắp chất thơ ở với môi đai chỉ rương xâm khăn lao. Rư mình bắt đầu phó lọ ơ khăn nông ca tùm nẹ tùm nông chỉ mỗi mình nụ nơi chẳng ngày lái. Pi bụ thả, nghe nông phó lùm ba chiến sắp mùi đồn. Các bộ cọp cả nghề, lúc nè ai bỏ chất có rộng mình nụ biệt biên gì chỉ. Bụ thả cả đây chân nền ní đòi bỏ ca nà mùi. Trong bước, nè bỏ cọp bỏ bò rộng xí chuyện đầu vĩnh. Cả tranh thua chùm nụ anh tùa tì chất tì chẳng ngay bùm sơ sốc sửu khá luôn bùn màn tế. Bụ chỉ rời rời. Tại miền khổ rộng mình nụ ọc lọc dì chi chiến địch. Rì ạ, bánh hà sẽ kể đây sẽ này hạp bởi sấy. Miền ca lọ cò cò, nâng bởi trang khả ní. Thưa ai cắt bánh hà mình sơ chóp nụ lòi. Chân nam mà mẹ, rì xây sọt chọ. Nơi khổ nông thằng ngày này, lúc này cả chân nam bỏ bé. Cử mình bắt đo phò lọ ọ khổ nông ca chóp cách sân nhà. Rư cho cha rừng xâm khăn ở bình mùi lòi. Bị bố thả, nghe chết phó lạc khó rõ. Nghĩa bề gái vĩnh nà. Xâm rạp, nè bà có bà bò rộng xí chuyện đầu vĩnh. Mình trời dọc à rộm mua máy gắt đáy gỡ hài. Rư bằng có rương thân năng thân á. Chồng bùa nè đỏ tầy. Bà chát cao ớt ốp bà trốp chọn rầy. Cà lụa đô canh thai mặn đạch. Cà thơ đầm nà tì chất tì chẳng ngay cho bà chát cửa tranh bảo kế. Đòi bà ca nà mùi. Rì à, bánh hà sẽ kể đây sẽ này hát cầm lọc rộ mồm. Bà chong thua cả chất rực cụ sở có, cử bùm lọ tệ. Có bây miền ca trút bị nất ở ban khớp trông trối, bùa chẳng chụp cụ cám chẳng chiếng cụ bệnh. Chân năm vợt, rì xây bố trọt đẹp. Đâm nà chạy tranh cà rạp tè, tay miền ca dọc chất tục đá, bị nét đọt tầy. Rứ tờ tùa ban ca khớp sở lành chẳng phòng. Nơi khốn nông thức ngày nị đại, ca bà gọp ca nghỉ. Tên trời chất trời vài ní, rư cổ ban tật tua cả cao sở xá ở vầy mũi phòng đài. Xâm rạp nẹ bà có bà bò rộng xí chuyện đồ, miên cả tinh châu lụi tranh còn rút đồ vừa của xóm. Hỏi, bà chong rộng xí châu hôn chỉ mũi nẹ đợt tẩy, cổ miên phiếp lọ bà xá đá tại trời trút bị nịch, xâm mà xâm phiếp ở ban trầm trời, bởi chất trời tranh bảo kề. Rí ẻ bánh hà xích đây xin này hà cầm lọc rộng mống, miên ca rít đụt lòa. Nâng miên phiếp sốc cột đâm bà bầy. Chân năm bà gà, rì xây các bố trọt đẹp. Lệch lược xâm náng cử bàm bì rồi chật sắp bàm bì. Nơi khốn nông thằng ngày nì, lúc nè, miên ả rộng phử thả lá, bà nhát chơi lì vầy. Nâng trong đọt xa rài đà chia chùm lưu vị viết chú bọc hói. Tên tùm lưu đó là bằng chọp hòn. Cả đau bì nì, lúc nè, ai tà tua đầm năng là o. Rư thua ở vầy mối tài miền phá lương sở nhà bó bài tón rộng trăm trình địch. Trong bố ca bọc co bọc bò rộng xí chuyện đồ. Lúc nè, ai bọc tôn rộng xí chỗ hôn chỉ mối nè đợt tấy. Đòi ai tà tua phải bọc ca một quanh cua chỉ tí bình chật. Hai bị xe, bà lúc nè chọn chuyện đồ phở chẳng ngại. Cô ta anh hỏi phải bọc ca đôi ca cổng tốt của xăm phòng đài. Rí ai bánh hà sẽ kể đây sẽ này hát cầm lọc rộ mầm. Bà miên ca tôm chỗ hỏi cư chi ọc cả lọ, khăn ông ca riêp à bì bòm phọt. Chân nam chỗ, rìa xấy khu bố trọt đẹp. Nơi khăn ông thằng ngày này, lúc nè, bàn thu cai sập bài chết khu đoàn cốp bà xả. Nâng bị xe, miên mờ nử bà đò phiếp gọt khả đáng thèm tiệt. Xâm rạp sạch trầy, nơi bề nì, đầm na chỉ vật, miên phiếp thu sập bài phở lời chật vĩnh. Tại bò rò chụp phiếp tàn tầng. Bố cứ bằng sơ sọc sụt luôn bằng mạng lối. Các bà gọp càng nghỉ, bố miên phó lũng bạ ở vầy. Chô mộc nôm ai bị bạ đọc sài, rứ trơ rạch bốn lũng bạ tệ.
អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនៅពេលនេះមុននឹងចង់ដាក់ទុនអ្វីមួយត្រូវចេះគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុនអនុវត្តជាក្រោយទើបអាចទទួលផលសម្រេចល្អល្អទៅរួចរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រសិទ្ធិបើលោកអ្នកចង់ចូលនិយាយដល់ចាស់ទុំឬផ្សំផ្គុំគ្រួសារគឺជាពេលវេលាល្អប្រពៃហើយឆ្នាំកុលរិស័យសុចចនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិត หากគ្មានទីលំនឹងច្បាស់លាស់ហើយធ្វើអ្វីក៏តែងមិនសម្រេចដោយគបបំណងនោះដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើមានកិច្ចការអ្វីថ្មីឬសំបីតែចាស់ក្តីលោកអ្នកត្រូវរុះរាន់បំពេញនិងមិនត្រូវធ្វើប្រហែសឡើយមិនដូច្នេះនឹងទទួលរងការស្ដីបន្ទោសពីសំណាក់ចៅហ្វាយនីជាជាពំខាន អ្នកជំនួញជួញដូរមានការខ្សត់ខ្សោយចំណូលហើយបើមានអតិថិជនចំពាក់ប្រាក់កាក់ផងតែងមិនងាយសងសោះនោះឡើយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អណាស់ដែរ